Quang Trung, Ngô Thị Nhậm, Lê Đức, Xuân Đỉnh, Đông Đô, Hoàng Văn Thụ ra sân trong lượt thi đấu thứ hai vòng 4 giải bóng đá phổ thông trung học niên khóa 1994-1997 năm 2024. Và như vậy quý vị ban tổ chức xin giới thiệu màu áo ra sân của các đội thi đấu ở thi đấu thứ hai ngày hôm nay như sau. Trên sân số 1, Quang Trung trong phục áo cam quần đen, các cầu thủ Ngô Thị Nhậm trong trang phục áo xanh quần xanh. Trên sân số 3, các cầu thủ Lý Đức trong trang phục áo xanh quần xanh và các cầu thủ Xuân Đỉnh trong trang phục áo đỏ quần xanh. Trên sân số 4, các cầu thủ Đông Đô trang phục áo trắng quần xanh và cuối cùng là các cầu thủ Hoàng Văn Thụ trong trang phục áo đen quần trắng. Thank you.
Trường, tập trung. Bóng treo thả ánh áp lên tí. Đồng ý bên này. Trường bịt ngay từ biên vào. Trường bịt à quên là Hiệp. Hiệp bịt ngay vào. Anh Nhật lên. Dọc dọc dọc. Tiền tiền hơi trên bên trái. Dọc tiền. Thắng chỉ đạo.
Và như vậy là trên sân số 4 thì cầu thủ Nguyễn Hùng Cường của Hoàng Văn Thụ đã có bàn thắng mở tỷ số trước cầu thủ Đông Đô. Và như vậy vừa rồi cầu thủ Quốc Khánh của Đông Đô đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 trên sân số 4. Nghĩa cởi quần áo ra, Nghĩa cởi quần ra với các tay tay vào. Nghĩa thay quần các ra đây. Sau.
quần. Làm sao chuẩn bị quần áo? Chiếu người đấy. Cứ chiếu người một vài phút đã, anh thay trong những nơi em cho vào. Thay luôn. Anh về. Nhập về. Nhập. Người nhá.
Yeah.
Không vào đây. Toàn lên, toàn lên. Thank you.
ở đằng sau. Bắt. Thank you.
hiệp. Lỗi. Định là gãy rồi đấy. Định là gãy rồi đấy. Thank you.
mày, của mày, của mày toàn. Con. Tốt quá. Đi sát vào. Tốt. Kè nhá, anh không? Bắt rồi. Bạn ơi, bạn. Bắt rồi. Đi ra đi vào. Ta lông rồi, phải đái thật. Chịu, ảo quá ảo anh ạ. Phải đái thật. Có chú ý. Chịu, ảo quá ảo anh ạ. Phải đái thật. Có chú ý. Bắt đều vào. Như vậy là trên sân số 3 thì cầu thủ Nguyễn Duy Hiệp số 17 của Xuân Đình vừa có bàn thắng mở tỷ số trước cầu thủ Lý Đức. Hút đi. Về. Rồi, đá thế nào? Đá tập kia thế nào? Đánh nhá. Sao đây, Hiệp ơi? Cửa. Mở ra ngoài. Giả nó kìa. Về. Hay quá. Tiếp thơm. Bắt đều.
Chơi đi! Chơi đi! Vậy là trên sân số 3, cầu thủ anh Tú. Vậy là trên sân số 3, cầu thủ anh Tú số 10 của Lý Đức đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Lý Đức trước cầu thủ Xuân Đình. Em ra đây, em ra đây. Anh bảo hai bên ngồi xuống đi, không em không quay được đường pin. Em cảm ơn nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào vị trí ơi. Anh Phong có chủ động Phong ơi. Trước mặt là Phong ơi. Được vào thế. Đứng cạnh mình sạch thế. Cứ đập vào rồi cuối cùng là sâu đi. Phong. Hỏi điều. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
y tế ở sân số 4 chuyển sang sân số 3 hỗ trợ thêm. Bên này có 2 người. 2 ca. Hey!
Buồn cười quá. Cố lên, cố lên. 6 người trong hàng rào mà vẫn lấy lọt được cái khe. Chịu. Đó. Buồn cười quá, 6 người mà vẫn đế vào được. Ra quả quà thế chịu. Có người trong hàng rào mà vẫn lấy lọt được cái khe. Chịu. Đó. Cái buồn cười quá, 6 người mà vẫn thế vào được. Ra quả quà thế chịu. Và như vậy là trên sân số 3 vừa rồi thì cầu thủ Tuấn Anh số 9 của Lý Đức đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước cầu thủ Xuân Đình. Trên số 1 thì cầu thủ Quang Trung cũng có thêm bàn thắng nữa. Vâng, vừa rồi cầu thủ ghi bàn của đội Quang Trung trên sân số 1 là cầu thủ Tuấn Dương. Và như vậy là sân số 4 có 3 phút bù giờ. Và trên sân số 3 4 phút bù giờ. Và trên sân số 4 cầu thủ Phạm Văn Mạnh của Hoàng Văn Thụ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước cầu thủ Đông Đô. Trận 1 có 2 phút bù giờ. Như vậy với kết quả của trận Lý Đức và Xuân Đình, nếu được giữ nguyên tỷ số 2-1 cho Lý Đức thì cục diện
của vòng đấu rất là sẽ hấp dẫn ở đến tận vòng cuối, vì sẽ có rất nhiều đội bằng điểm nhau và 4 điểm. Và như vậy là trận đấu trên sân số 1 giữa Quang Trung và Ngô Thị Nhật đã kết thúc. Tỷ số chung cuộc là 2-0 nghiêng về các cầu thủ của Quang Trung. Như vậy là trận đấu trên sân số 3 giữa Lý Đức và Xuân Đình đã kết thúc và tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về Lý Đức. Và như vậy thì Lý Đức đã có trận thắng đầu tiên của mình trong giải đấu năm nay, và điểm số của hai đội hiện tại vẫn đang là 4 điểm.